Thưa quý vị, ngành du lịch tại Đà Nẵng đã thang hít khởi động trở lại từ giữa cuối tháng 10 với kỳ vọng sẽ đón một lượng khách khả quan trong mùa Giáng sinh năm 2021 và Tết Dương lịch 2022. Tuy nhiên, dịch bệnh diễn biến phức tạp trên cả nước và trên thế giới đã khiến ngành du lịch Đà Nẵng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Dù đã rất nỗ lực để khôi phục trở lại các hoạt động trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, tuy nhiên diễn biến khó lường của COVID-19 khiến các doanh nghiệp du lịch lại một phen lao đao. Đối với tình dịch hiện nay thì cái tâm lý của du khách thì họ vẫn có những cái gì đó nó chưa có ổn lắm. Họ vẫn có những cái nỗi lo và những cái băn khoăn riêng trong quá trình quyết định để chọn những cái điểm đến đi một cái tour du lịch. Hiện nguồn khách của các cơ sở lưu trú tại địa phương chủ yếu vẫn là khách lẻ, khách công vụ với số lượng rất ít, không đủ để bù đắp chi phí vận hành. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong nước và trên thế giới khiến nguồn khách dịp Giáng sinh năm nay và Tết Dương lịch 2022 không thể đạt như kỳ vọng. Cũng rất mong là thành phố có những cái chính sách để kéo thu hút khách du lịch về Đà Nẵng để cái công việc của bọn em được ổn định hơn. Bên cạnh kế hoạch tái cơ cấu lại ngành du lịch và triển khai các giải pháp phục hồi du lịch, Sở Du lịch Đà Nẵng cũng đang tích cực hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, lao động ngành du lịch vượt qua khó khăn trong bối cảnh hiện nay. Trên thời điểm này thì chúng ta cũng đã triển khai các cái gói hỗ trợ liên quan đến hỗ trợ về tiền điện và tiền nước cũng như là hỗ trợ liên quan đến bảo hiểm xã hội. Và đặc biệt là chúng ta cũng đã triển khai hỗ trợ được trên 3.000 hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do dịch bệnh COVID. Theo thống kê do ảnh hưởng của dịch bệnh, hiện chỉ mới có khoảng 20% doanh nghiệp du lịch tại Đà Nẵng quay trở lại hoạt động với nguồn nhân lực khiêm tốn. Điều này đang đặt ra rất nhiều khó khăn cho quá trình phục hồi trở lại của ngành du lịch không khói này trong năm 2022.